Berkeley đã trở lại, chuẩn bị làm nữ Việt Kiều hát. Đang trên đống lửa chơi, đang trên đống lửa. Ôi, có sơn móng tay được. Sơn móng tay đó nè. Đó, làm đẹp sẵn rồi đó. Sẵn hết trơn rồi đó, chỉ chờ một thứ thôi. Thứ ba kinh nghiệm đó. Chờ thôi, chỉ chờ chúng ta những người thì tâm sự được. Tâm sự trước tâm sự loài chim biển. Ủa tự nói chuyện một mình vậy nó hả? Vì tự nói chuyện với chị. Cưng, đừng đứng đâu khen em thấy cưng. Chó dưới 5kg được tắt máy bay. Chó từ 5kg được tắt máy bay. Cách thủ ăn của người thôi, đó là chuyện là gì? Có là một phần chất kéo. Mà nó mua một vé mắt lên cái người. Dạ, hướng như để bình thường nha mọi người. Có máy quên rồi. Có máy quên rồi. Ở đây chị có máy quên rồi. Năm 91 Đại lộ Bình Dương. Đó, trời ơi. Nói chung là cái gì đến thời điểm bây giờ á, thì là nói chung là tụi em là cũng diễn viên ở trong đồng 5 năm rồi. Nói chung là một cái đó là cái trách nhiệm với đoàn. Thì nói chung là Đại lộ Bình Dương ở số mấy ta? 591. Chị mới nói luôn, 591. Chứ quý vị, dạ nhà thiếu nhi tỉnh Bình Dương, 594 Đại lộ Bình Dương. Bao nhiêu nữa à? 591. Biết rồi. Tiếp theo. Đại lộ Bình Dương. Rồi Đại lộ Bình Dương tiếp theo. Ủa dầu bột. Ok, giỏi. Ok, giỏi. Thì nói chung là em cũng hơi quên nhẹ. Cái lại giữa hả, tâm trí em nó không còn ở trong người em nữa. Tại nó bay đi đâu, nó không còn ở đây nhiều quá. Tại sao vậy? Tại sao lý do em chưa kịp hoàn hồn, em mới vừa bị mất một chiếc bông tai. Đau khổ. Trời ơi. Em đau khổ quá. Còn kế bên em, người chị thân yêu của em bị mất một đôi bông tai nữa. Bông vàng. Con này mất bông vàng. Bé này mắc bông xoài. Trời đất ơi, hột son. Bông tai già quá, mất gì đúng rồi, gì mất đúng rồi. Mấy con ngửi chị làm nhớ đâu. Chứ bây giờ nó không còn gì đâu, không còn gì đéo luôn. Chứ bây giờ bà nghĩ người giàu người ta sẽ mắc cái gì. Đúng không? Ê. 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 Bịp bịp cho thương con sao sầu khi núi mùa trổ đồng thương bông buồn cho ra là nhận sao mưa áo chiếc bông tay mình hộp do 11 ly không nè hương quả chiếc bông tay hộp giòn mấy mấy ly. Người bà Thanh ra, bà Thanh là giống như cái thằng mà chặt tay á má, còn bà là thẻo lỗ tai. Bà là cái người mà hả, ấy phát giác mọi chuyện. Thì nó có thể bây giờ trong mình của Duy Thanh là 20 triệu trong mình với anh đó, còn người tiền mặt ở giống đó. Bây giờ đổi luôn. Trời đất ơi, dữ vậy. Mày nghe nói em bị mất hơn chiếc bông đúng không? Bây giờ đó thầy đã nói rồi, cô cha cô nhiều quá, cô nhiều nói là bây giờ 7.3 triệu. Cô nhiều 7.3 triệu sẽ đưa lại chắc chắn luôn, nếu mà không có một chiếc nhẫn đó là mình nhận đi luôn. Dạ, yeah, mọi người, em mới vừa mất chiếc bông tai mà lúc em sợ đồ xong hết tất cả mọi thứ để chuẩn bị để lên xe từ nhà em đi qua bên kia để đi lên Bình Dương. Thì em định lấy đôi bông tai ra để em đeo. Các em phát hiện ra nó không còn. Các em lên, em tức quá, buồn quá, trên đường đi em có đăng một cái status. Đi làm cũng có bao nhiêu, rớt chiếc bông tai cũng trầm cảm luôn. Bà Thanh cũng thấy, bà gọi cho em mọi người. Bà kêu bây giờ hả đưa tiền cho bà cúng tam tai giải hạn đi, 3.6 triệu. Coi ác không? Hỏi ai làm bùa, hỏi ai làm đi, chiêu nhân nhiều. Chị mới nghe 7 triệu 3 đó lên giá rồi đó. Lên giá rồi, em không đồng ý là lên giá 7 triệu 3. Trời đất ơi. Chị em nói chuyện tiền bạc. Nhưng mà thật sự nha, tụi em đang cảm thấy một cái sự nó tâm linh đó. Nó bị xui dính nguyên một giây. Con nào đi cái xôi nó cũng xui hết chứ. Ghê vậy. Biết sao không? Mọi người biết sao không? Mất cái chiếc bông nó kiếm không bao giờ được. Đáng thà đưa cho em giữ đi. Em giữ đó mà giữ nó lâu mà hơi lâu lấy tiền lại thôi, nhưng mà vẫn còn chắc cú. Mà gớt chiếc bông nó mất tiêu luôn. Mất là giết luôn. Mấy năm rồi đó. Mấy năm mà chưa có tiền nào đó. Nhưng mà giữ nó còn nguyên đó, vẫn còn thấy mặt chị là vẫn còn có tiền. Ừ. Vẫn còn có tiền, vẫn còn có tiền. Hay quá. Quá hay là vậy tôi. Hay quá, tuyệt vời, công nhận mọi người. Bởi vì nha, những cái con nợ đó có những cái chính sách, những cái suy nghĩ nó rất là tích cực nha mọi người nha. Có sự tính toán thật sự.
Không, chị nói thiệt chứ, thì cô nhất chị giúp cho chồng cho bà Khanh chuẩn bị không? Chị hả? Đó mọi người. Bây giờ chị đừng đây đâu hết, chị qua đó phỏng vấn chủ nợ đi chị. Chủ nợ đó. Đây hậu trường mọi người đang chuẩn bị cho tiết mục tối nay. Chị ba đã cắt gì mà để rồi cũng vậy anh em có mấy cái gì đâu chị nghĩa làm gì đó cũng bé mà tự là ủa là nguyện cái đầu con cá hả tiên ơi cho tiền tôi đồ tiên giang bà đồ của mày có mua gì sao chị đó bộ đồ của em nó ướp mùi gì không nó chơi bộ đồ còn thơm mẹ thơm còn thơm mà cái lúc em đi thi luôn á công nhận cái dầu thơm nó bán thơm thiệt ồ lâu lắm rồi chứ trời đất ơi nó tự nó nghĩ tối nay có sự xuất hiện của nữ hoàng khói lửa cầu cầu nghe nói tối nay em sẽ làm làm gì đã làm nhân vật gì tối nay em làm đẹp lắm nhưng mà nó không phù hợp với thân hình của em thôi bí mật đi ai muốn biết em làm gì đến đây coi đúng không ai muốn biết tới đây coi nha mọi người tối nay đến coi lô tô bữa nay là tôi sẽ gọi tạm thời nha mọi người nha tại Bình Dương nha để gặp cầu cầu mọi người tối nay là một đêm vô cùng hoành tráng luôn xuất sắc ai cũng đẹp hết riêng mình em sủ ồ vậy là em làm nhân nổi bật hơn rồi đúng không rồi tối nay có thêm xuất hiện của Mây Trương lâu lắm mới trở lại nè tối nay Mây Trương làm chứ cái gì vậy trời đất ơi trời ơi cay vậy như chó mà như chó mà nè mọi người đến với nhà thiếu nhi Bình Dương nha tối nay Mây Trương sẽ trở lại chấn động cho mọi người bằng kế bên là sẽ đóng vai Rô Tì Bessie đúng rồi Bessie yeah đúng không đúng Messi nó lời em luôn rồi không phản ứng luôn nghe chưa hả Messi không thành trả lời luôn không thành trả lời cắt nước quá trời này kìa nó le lưỡi này kìa nước mà hà hết nước chưa có nước chưa đâu giờ mắc gì nãy giờ nhắn cho nó uống đi ồ dữ dằn quá chị chưa vậy dữ dằn quá vậy ờ nuôi chó mà không có ý thức á chị không chị đang nói em dữ dằn quá em dữ thiệt ó thấy chưa quá không chữ nè bộ đồ này tới em mặn đây đó hả tối nay em mặn cho mọi người thích cho mọi người cái đầm của em đó tối nay em đi chạy hồi tối nay em lấy hoàng tử nha tối nay em đi lấy hoàng tử mà xui quá hoàng tử em bị đê mất tiêu rồi hoàng tử của em nè ai là hoàng tử vậy tối nay hoàng tử của em đó Lâm Việt Nam á hả hoàng tử của em là Lâm Việt Nam á em lấy Lâm Việt Nam mà Việt Nam bóng hết trơn rồi buồn tóc thôi kệ lấy đỡ đi em đỡ đi tại bây giờ trên đó có em với nó ở chung mà bây giờ em phải lấy nó thôi chứ không lấy nó xù đâu còn đàn ông nữa đâu kệ